Thưa quý vị, trong 70 năm qua, quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô trước kia, với Liên bang Nga ngày nay, dù đã trải qua những thăng trầm của bối cảnh thế giới và tình hình mỗi nước, song tình hữu nghị thân thiết, thủy chung, sâu sắc giữa hai nước vẫn luôn bền chặt. Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đó là tài sản vô giá, là nền móng vững chắc cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga trong giai đoạn hiện nay và định hướng cho cả thời gian tới. Ngày 6 tháng 11 năm 1979, Thủy điện Hòa Bình, lớn nhất Đông Nam Á lúc đó, được khởi công với nguồn viện trợ từ Liên Xô, cùng 2,5 nghìn lượt chuyên gia tới Việt Nam hỗ trợ xây dựng và vận hành. Trong bối cảnh Việt Nam đối mặt với muôn vàn khó khăn sau khi đất nước thống nhất, sự giúp đỡ vô tư, trong sáng của Liên Xô là biểu tượng của tình hữu nghị Việt-Xô thủy chung, son sắt hiếm có trên thế giới. Ngày 23 tháng 7 năm 1980, con tàu vũ trụ mang tên Soyuz 37 đã mang phi hành đoàn Xô Việt bay vào vũ trụ. Từ chương trình Intercosmos của Liên Xô, anh hùng Phạm Tuân, người Việt Nam và cũng là người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ. Lúc bây giờ các bạn Nga nói là tình hữu nghị Việt Nga, Việt Xô nó có trên mặt đất, nó có trên mặt nước, nó có trên bầu trời, bây giờ nó có trong vũ trụ. Ở đâu có người đại diện dân tộc Việt Nam, dân tộc Liên Xô, ở đấy có tình hữu nghị. Với nền tảng vững chắc, một quan hệ giữa hai dân tộc Việt-Nga không ngừng được bồi đắp và gìn giữ qua nhiều thế hệ. Kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga, những sự kiện giới thiệu nền văn hóa Việt Nam tại các thành phố của Nga luôn nhận được sự ủng hộ của chính quyền và đông đảo bạn bè Nga yêu mến Việt Nam. Và Việt Nam vẫn luôn là nơi mà những người Nga tìm đến để tận mắt chứng kiến, để hiểu thêm về đất nước và con người mến khách. Tôi muốn kể cho độc giả các nước biết tôi đã thấy một Việt Nam đổi mới hiện đại như thế nào và hy vọng rằng chúng tôi có thể đóng góp một phần nào đó trong việc đưa hình ảnh Việt Nam tới với bạn bè Nga. Trong cuộc điện đàm mới đây hồi tháng 3 năm 2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Putin tiếp tục khẳng định coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga, hợp tác song phương trên cơ sở tin cậy, cùng có lợi. Và chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam lần này của Tổng thống Nga diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga, được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước. Dựa trên cơ sở cái truyền thống hữu nghị rất là tốt đẹp giữa Liên bang Nga và Việt Nam, được cái sự ủng hộ của nhân dân hai nước, thì chuyến thăm sẽ đề ra những phương hướng mới cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực và vì lợi ích của hai dân tộc và cũng vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tại Việt Nam, tiếng Nga vẫn là ngôn ngữ được giảng dạy tại bậc phổ thông và đại học. Còn tại Nga, các trường đại học ghi nhận ngày càng nhiều sinh viên Nga đăng ký vào các khoa tiếng Việt. Đây là thế hệ sẽ tiếp tục viết những trang mới của tình hữu nghị, tài sản quý báu của quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga.